Tiếp tục đi thăm lú nha các bạn. Thì giác này nước cũng cạn rồi nè, nước cũng đứng rồi bạn. Giờ đi thăm hai cái lú trong đập, dưới bên này sẵn lội ra thăm cái lú ngoài sông luôn nha. Thì cái lú ngoài sông cũng lâu rồi không thăm, mà nước này lội chắc xuống chắc cũng ngang ngực à, nước sâu lắm. Kệ, lội xuống thăm đại lâu quá không có thăm, để có dính cá bự nó chết uổng lắm. Bữa hổm đi thăm thì mình chiều rồi mình không có lấy máy mình quay cho các bạn coi, bữa thăm lú ngoài sông dính cả 5 kg cá mà ghê hồn luôn, lại một bọc luôn, con cá dồ bành kia, hai con điêu hồng, bốn cá chim, với lại một đống lau kiến luôn, thêm mấy cá he nữa. Đây có cái lỗ sụp nữa, sụp dưới lỗ luôn. Đây cũng có cái đầm không đáy nữa, sâu quấy luôn. Không gãy, đây nước cũng lớn nữa mà, nên nó sụp lỗ, nó sôi mồi nó sụp. Giờ lội lại thăm cái lú lớn trước đi, rồi hãy quay về thăm cái lú nhỏ. Hy vọng là cái lú lớn bữa nay có cá nhiều nha bạn. Bữa hổm mình đã thiệt, bữa hổm mình quên đem máy theo mình làm biếng về lấy cho bạn coi, một đống cá sướng, lại dở lên một bọc nặng trịch, quậy đuổi 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 luôn. Thôi hồi tới cái lú mình quay tiếp cho bạn coi nha, cũng còn xa lắm. Lú đặt cái đây các bạn, bữa mình đi ghe, bữa nay em đi bộ luôn, mình biếng mở giỏ quá. Nam dắt các bạn lội xuống sông theo mình luôn nha. Lú đặt đó, hổng gà cũng lâu quá mình không có giặt, mình để đại. Bữa nào mình sửa lại mới được. Nhắc bạn lội sông luôn, có cái lú đó bạn. Giờ lội ra đó thăm thôi. Dạ, để máy trên bờ đây đi. Rồi giờ mình cầm máy dưới sình nha bạn, hy sinh luôn. Giờ lội xuống thăm lú đó nha. Đem theo cái thùng nữa bạn.
vô mánh nè các bạn ơi, vô mánh này. Bữa nay ít cá được tôm càng. Anh coi nè. Đó. Cái chim mấy là kiến hàng cá hè. Có tôm càng đã quá. Nem bợ. Ui. Quá trời ngon tôm càng các bạn ơi. Càng xanh luôn. Đó, sướng không? Cá chim luôn. Rồi, giờ mình lội xuống mình cột cái lú lại rồi về thăm cái lú nhỏ nha. Chim ngưỡng là thăm lú nè bạn. Đã quá đã luôn. Đường tôm này sướng nè. Bạn nhìn nè. Tôm trong gông nè. Đang thù lùi à. Con này về à, dạ, nấu cháo là nướng nè. Đứa con mình ăn là vô mánh luôn. Lâu lâu được con này là ngon nữa bạn. Tôm sông giờ khó kiếm, thịt chắc nịch luôn. Này mà nó kẹp cái cũng sướng lắm nè. Càng ghê hồn không. Đó, con này là ngon cơm. Hên. Lâu lắm mới dính được tôm cặn mà. Cá chim, cá he, lau kiến. Quái thú mà. Rồi lội xuống thăm cái lú trong đập luôn nha các bạn. Một xô gác luôn các bạn ơi. Gác không mà. Cũng có cá mà ít. Con táp con vàng ăn tiêu của mình nè. Ăn tiêu cái đầu rồi chứ còn của mình thôi. Gác không à. Cũng có mớ cá bóng nè. Hồi về lựa ra. Đổ lên mấy con kia luôn. Hồi đẹp mấy kia chết luôn. Giờ xuống cột cái lú lại. Rồi. Bữa nay trúng gác luôn. Hôm qua trúng cá, bữa nay trúng gác. Một xô gác luôn, kinh khủng. Hồi về lửa, cái này lửa chắc cũng lâu quá, buổi chứ. Toàn là gác không à. Hồi về đổ ra, bươi ra lửa cá. Cá chim với con tôm để với hồi ngọp chết luôn. Gác đè luôn. Phải đường xô cá cỡ này cũng đỡ. Nặng chịch. Còn cái gần nhà nó về đổ luôn. Về đổ này vô nhà cái hả? Đổ tiếp. Tạm thời đổ nãy đây bạn ơi, gác không mà còn cá kia tôm chết. Đi đổ cái kia tiếp nha. Xô gác kinh khủng. Phải đổ như năm mà. Đổ như năm mà. Thì đổ như năm mà. Con đem theo nè. Rồi tạm thời để mấy thứ này ở đây đi bạn ơi. Cái bóng đó. Xuống đổ lú luôn mà.
cũng được mớ cá bạn, khoảng nửa ký á. Cái bóng gác lộn xộn hết, bữa nào cá chạy nhiều cái cá không, bữa nào cá ít cái gác không. Cũng được mớ ha, khoảng nửa ký á. Rồi giờ về lựa số này với số nhà luôn. Chỉ mưa tới nữa bạn ơi. Lâu quá nè. Thế mình đi qua cầu được tao mới sợ rồi. Gắn đâu em luôn. Ngày hôm nay nè, gắn bỏ một thùng là nó thử. Giờ là công tác lửa cá nha các bạn. Nhiều lắm nữa rồi. Nó mới dính thêm nó mai sáng. Mới chạy nước. Cá đâu lấy thấy toàn gác không à. Cái gì chứ lựa cũng cả ký hơn ký đó. Ốc bu vàng khổng lồ nè. Bạn thấy ốc bu vàng ghê chưa? Bự hơn cầm tay mình nữa nè. Khủng khiếp thiệt. Ghê gớm ốc bu vàng thiệt. Bá lửa thịt không. Đó, ốc bu vàng nó như ốc bu đen luôn. Con cá này cá gì ngộ nữa bạn à. Bạn biết cá này cá gì không? Đó. Mấy bạn biết cá này cá gì không? Nó cắn đào bà cố luôn đó, nó mỏ nữa nè. Cắn một cái là chảy máu luôn. Đó. Cá nuôi kiển cũng đã lắm các bạn. Có keo nhỏ bỏ vô nuôi sướng. Đó. Bạn là lựa cái bóng tiếp không? Con nào nó ú quầy không? Trứng không? Mấy cá nàng sướng. Ở đây có con còng lông nữa bạn à. Các bạn biết sao con còng gọi bằng lông không? Còng lông không? Các bạn nhìn vô rồi coi kỹ mấy cái giò nè. Đó. Các bạn thấy mấy cái giò nó lông không à, bởi vì nó kêu bạn cộng lông á. Không có kẹp nha, con nãy hiền lắm. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cái giò lông không bởi vì nó kêu bạn cộng lông nha. Đó. Bạn thọt mỏ cho nó kẹp cái kẹp không? Đó. Rồi, thành quả bữa nay thăm hai cái lú trên bờ những cái dưới sông được nhiêu đây nha bạn. Cũng ngon lắm ạ. À. Như đây cũng hơn ký cá bóng á. Cá có trứng không? Cá bự mà trứng rồi nè, dần tư luôn. Bạn nhìn nắm cá bóng mình bắt nè thèm không? Con nào nấy cái bụng chà bá mà lù trứng dần ngín luôn. Này khô khô tấp mỡ hết sảy ha. Vậy thao đó không có đã, cái thao này mới đã nè bạn. Thao này có con tôm mới sướng nè. Đầy. Đầy, dạ. Con này nó kẹp cái cũng đau điếng luôn, phải chơi. Đã bạn. Ờ. Thành quả bữa nay là con này là ngon nhất nha. Con này là whip luôn. Rồi,
Về kết thúc chuyến thăm lú lần này nha bạn. Rồi mai mốt thì thăm lú có nên quay cho bạn coi luôn. Rồi chào các bạn ở clip này nha.